Ở đây có chơi bự các bạn. Hai con này ca. Quay trở lại kênh của Út nha. Thì buổi chiều hôm nay mấy anh em có một anh ông làm bên cầu đường á, ông múc cái con suối các bạn để làm cầu á, ông phát hiện có cái ục quá cá nhiều lắm, ông kêu mấy anh em tới chích, đúng không, vừa mới tới luôn nè, là mấy anh em vừa xuống nè, đó thấy trên bờ thấy con cá bơi nhiều mọi người, để xuống quay chích chia sẻ cho mấy bạn xem nha, giờ ok mọi người nha. Đây là cái công trình làm đường nha, nó đang làm cái con kênh đó các bạn, đây là cái bãi của nó nha. Đó, con cá cá chê, ơi cá chê mọi người, lên cá chê mọi người, vâng cá chê mọi người, trời ơi cá chê các bạn, con cá chê này này tầm 2 ký mấy 3 ký mọi người, đây này ở đây có cao thanh, để ông đi qua nha mọi người, nó khó đi, nó hay rung bạn không đảm nha, đây ạ, con cá chê các bạn, trời ơi, quăng lên luôn. Ok rồi. Rồi con cá. Cái tai cuốc nè mọi người. Mọi người. Trời ơi. Để con tắng nó lại nha, tí nó lót xuống nước mọi người. Đây cầm theo cái xô nhỏ các bạn, không có cầm cái bự. Này, được lấy sình lúc đè nó lại được lội xuống dưới nha. Chứ hay xuống dưới cái nó lót xuống dưới lại chích lại nữa. Câu rồi. Mấy này đang chích. Đây coi chừng có sắt đó nè. Đó là. Ở đây có chơi bự các bạn. Hai con này ca. Hai con đó, con đó nha mọi người. Má cái lóc nữa mà. Rồi, con nó luôn hết. Nằm đâu luôn. Rồi cái to không các bạn ơi. Mấy cái lỗ á. Coi chừng mấy cái xác nó đủ. Để Thanh đi kiếm cái bao đi Thanh. Kiếm cái bao bỏ vô đi Thanh. Còn cái chi cái đòi. Mày cái này nó dùng cái băng cái gì đó mà. Hai con mọi người. Đây bạn. Cá. Cá chê với cái cống mương các bạn. Người ta múc đường á, múc đường cái sình nó ra. Mình lội rất lớn chứ nên là tấn hình rất là quay lớn chứ là con chứ sao bắt cá bự chứ đi, cá nhỏ tí mình lùi qua sao, cái này lấy rổ thì mà chết thôi chứ cái này sao mà lụm nổi, mà nó cạn vừa cạn là đùi mới chết tấn quá, lội đi luôn mới được chứ cá đâu cầm được đâu, chứ cái bao đi cũng cái bao. Để mình lo mình lên xuống dưới mà chích ở gần nó dễ mọi người. Mình khó xuống. Đây à. Nó cấm đó nha, đường đi. Lúng không anh Tấn? Thôi à, mình cứ tới đây rồi. Cái lòng tông rất là nhiều rồi. Này mà lấy rổ vớt không biết bao nhiêu cái lòng tông luôn này. Mà tay bắt không đỏ rồi. Đây này, cái điện thoại này bỏ vỏ em nè. Trời cái điện thoại này. Đây. Này phải quần quần á. Chuối sình hết nè. Nó có vô cái cống là mày tính.
À, đúng rồi. Phía bên kia là bên đây cái đám ra với cái trống rồi. Chuối xình đó, từ từ. Đó, nãy em thấy con cá nó chạy ghê lắm. Chưa. Lúng quá mẹ. Nó lúng tới đây mà luôn rồi. Tại nó múc đất xuống á, múc đất ở trên này nào rồi. Đúng ở đây. Đây à, em mới thấy cái xô rất cá trắng rồi. Cá trắng rất là nhiều rồi. Cái này cái vợt nhỏ quá vớt được rồi. Cái lòng tông không à. Nó còn á, tấn là nó chuối xịn đó. Quần quần thấy nó ngọt cũng được. Nó nhảy tứ tung. Lụm luôn đi. Bự không? Bự không? Bự thì lấy luôn. Bự thì lấy. Ký lấy được. Ký nhỏ. Trời ơi, cái tàu trắng nó nhảy ra. Tứ tung hết rồi. Rồi, cái này có cái rổ á. Nó rổ vớt thì thôi chứ. Cái này có cái rổ vớt rồi biết bao nhiêu luôn á. Nhỏ lắm. Cái vợt này khó vớt. Nhỏ lắm. Này chết chắc cá lòng tông này chết chắc cái thiệt chứ 4-5 kg cái lòng tông có luôn á. Vật này nhỏ mà vớt như vậy rồi. Nhỏ bỏ anh ơi. Chuối xịt lắm. Thì cá mang đỏ bự thôi. Cá trắng nhiều lắm. Hả? Hử? Cái rổ thôi. Một cái rổ đây là vớt luôn. Cái rổ có 5-10 ngàn cái nhiêu. Chạy lấy cái mua đỏ xanh sẵn tí đó. Đó. Chơi các bạn ơi, chơi các bạn ơi. Để em chơi các bạn ơi. Quăng lên tức. Cái này. Đó, mới dăng lên thôi. Để cho cái xô mình nó nhỏ quá rồi. Sợ nè các bạn. Đây. Đó chơi các bạn. Đã quá rồi. Còn dưới đây nữa này, nhưng mà nó lúng á, xình nhiều quá nó chuối khó chích. Thằng hàng gì nãy giờ thấy lưỡi ở đây quá trời. Ê, chỗ này có một cái cần câu đâu có được gặp thì cho tôi xin lại coi. Đúng rồi nè. Rồi, mẹ cháu. Khó lấy ha. Ôi, cái đông mang đỏ bự nè. Để đỡ nha Tính ơi. Thôi Thành lấy cái rổ về đi theo đó. Đúng khó đi không nè. Đúng tới luôn gần. Ủa nó nhảy các bạn. Gần. Chết giờ bữa nó cũng lắp chỗ này mọi người. Lắp rồi cá nó chết hết rồi. Một con cá lóc nha bạn ơi. Cá lóc này ơi. Cá lóc khá là dễ dàng nè. Ok.
sình, sình khá là dữ dằn các bạn. Nước sình không là sình luôn. Đi cho mấy người mình ghé ghe luôn. Lụm ở đây luôn hả? Ê, tụi luôn. Trời ơi nó nhảy kìa. Giờ nó vô góc các bạn, lô nó thấy. Tấn anh, Tấn ơi. Anh chút chỗ này anh Tấn. Em thấy nó mới quận quận đường dài. Chứ phải ép vô góc lại. Nó có nguyên cái nãy lại nguyên cái đường đường tim nó chạy luôn á. Cái kiến hay gì mấy đây lấy cái rổ vô mà mới mua cái rổ mày. Cái này không, cái này là chưa có chích nha mọi người. Mình qua thử nè. Qua thử được ngay. Không có. Nó đang bơi bơi này. Nó đang ngập ngợp quá trời luôn rồi. Bẹt. Rồi tép rồi, tép không ơi. Dớ chứ rổ chứ sắt không à. Ừ thì có cái đây. Lắp rồi. Chị nhảy rồi. Cá nuôi. Lắp nhiều kìa cho tôi con lắp. Để nó đi qua chỗ. Đấy. Dắt bằng gỗ các bạn. Dắt cái thằng luôn. Dắt mà nháy bự bự. Lấy cái đỏ dắt con dính luôn. Đó. Nó mới đều đều vô kia thanh chứ. Đây, mọi cách chơi đúng rồi. Chơi quần quần hay nó ngập ngập nó lên nó ngáp ngáp nước rồi. Giờ nó không mạnh nó chuối sình nó trốn á. Đi cặp vô sát đường này nè. Mình lấy rõ vớt cá luôn. Cho nó đừng lấy rõ vớt các bạn. Cặp vô tường này. Các bạn.
cái này đó này. Đó, còn có đấy, còn có nhiều mũi không? Chết con. Nó bị màu. Cá lâu kiến này không? Lấy cho mình dễ không? Lên bao. Hai con luôn. Ừ, hết trời rồi. Hai các bạn. Không có cầm gì không đấy. Nữa. Ý, lúc quá rồi. Má. Gắt không nhỉ? Má, đúng không? Rồi. Còn nữa nha. Cá rồi, cá khách thon mọi người. Chơi dài quá sướng mọi người rồi, tiếp cả rồi. Canh lóc nữa mày. Đây này, cái đó đi. Lóc này. Má đảo rồi. Đây không này.
nữa một em nữa mới thấy rồi. Rồi đây. Quá đã. Quá sướng, quá sướng. Đó. Em mới chạy. Ôi bộ. Rô mang đã quá. Rô mang hết hồn rồi. Ba ngón tay luôn. Con nữa nha mày. Cá nó nổi rồi. Chết bắt ham luôn mày. Ôi nó nổi. Ôi nổi đầy quỳnh. Có lóc nữa mày mày. Con nữa nha. Đây. Giờ đầy xô này mày. Cá nổi trắng tinh thôi, bự bự không. Giờ đầy số cá luôn. Còn mấy con trong bao kia nữa nè. Trong bao thì 4 5 4 con cá nó chắc kê cho bác mày. Ok mọi người ha. Đây nãy giờ nè. Đây, chết cho bạn bao nữa nè. Chỗ này nó không có chỗ đổ nha. Để tí Út về nhà quay cái chỗ đổ cho mọi người xem nha. Đổ cá ra cho mọi người xem. Thùng nó nhiều các bạn. Rồi về nhà lấy thao cũng đổ ra. Ngoài đây đây công trình các bạn. Khó đổ, không có chỗ để đổ. Rồi để tí Út về nhà rồi đổ ra nha. Giờ anh em chuẩn bị về. Rồi ha. Vừa mới chạy xe về tới nhà nè. Rồi, con cá nè. Đó, giờ để ốp đổ cá quay cho mọi người xem nha. Chạy em. Rồi. Đó thì cái này là toàn bộ cái thành quả nãy giờ của mấy anh em chết bạn chích cho tầm tiếng hồ rồi. Tiếng này có cái ốc á, chích rồi. Thì chắc thì cái video chia sẻ chích cá cho mọi người xem á. Như bạn này thôi nha. Cốt kết thúc video đây nha. Mọi người xem video thấy hay thú vị thì nhớ đăng ký kênh và like chia sẻ để ủng hộ Út làm những video tiếp nha. Ok mọi người nha. Được mọi người nha. Các bạn. Cái nhỏ lắc lửa. Có mấy màu để mình lửa cho nè.